Sáng Chủ nhật tại thành phố Cần Thơ, thời tiết đang khá mát mẻ. Đến trưa chiều nay thì thời tiết có thay đổi nhiều hay không? Chị Hằng My. Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Trong buổi sáng nay thì Cần Thơ vẫn tạnh ráo, lúc nắng, lúc nhiều mây. Nhiệt độ thì cũng khá là dễ chịu, cao nhất lúc 13 giờ là 31 độ C. Sau 13 giờ thì mây dông ngày một nhiều lên rồi gây mưa. Mưa duy trì cho đến chiều tối và đến tối, lưu ý có những thời điểm có mưa to kèm theo dông gió mạnh. Không chỉ Cần Thơ đâu mà nhiều nơi khác ở Nam Bộ cũng đều có mức nhiệt dễ chịu trong buổi trưa nay. Cao nhất ở tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cao Lãnh sang đến thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa phổ biến từ 30 cho đến 32 độ C. Đến đầu giờ chiều trời chuyển mưa dông và càng về tối thì vùng mưa lại càng mở rộng và cường độ thì cũng có phần mạnh hơn. Cục bộ có những nơi mưa rất to vượt 50mm, cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị và đồng thời lốc sét và gió giật mạnh cũng có thể đi kèm trong cơn dông. Để phòng bệnh về da khi mà đi mưa về, quý vị lưu ý nên thay ngay quần áo bị ẩm ướt và tắm gội sạch sẽ để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Nếu mà vết thương tiếp xúc với nước bẩn thì phải rửa sạch bằng các dung dịch sát khuẩn, tránh gãi dễ bị lan rộng làm tổn thương vết thương. Tại thành phố đảo Phú Quốc hôm nay ban ngày trời vẫn sẽ có những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ C, đến chiều trời chuyển mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, trong hôm nay các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau Kiên Giang vẫn sẽ có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần có các phương án đảm bảo an toàn.